Giang di chuyển tới đây thì gặp cái giỏ bánh xe lớn nha các bạn. Thì thường là mấy cái giỏ xe này, những con cá mú nó hay ẩn trốn vào trong mấy cái giỏ xe này lắm nha. Thì Giang đã thọc tay vô mò và đã được dính được một con cá mú sỏi nè các bạn. Con này tầm đâu đó khoảng 5 lạng nha. Giang sẽ bắt bỏ vào bị. Thì những con cá mú mà chỗ Giang hiện tại giờ đó là bán được khoảng 200 ngàn một ký đó các bạn, thì mình phải gọng sống nó lại mới có giá nha.